nên nếu mà nếu ai mà ghi vào lịch sử thì nhớ nó là ngày 24 Tây là ngày kỵ của nhà giàu. Con không giàu sao kỵ quá vậy? À, con đã rách rưới mà sao kỳ dữ thế nè, mất bóp mất đùm luôn á. Ra để nói nghe, nghe coi. Mấy ngày hôm qua mà. Hôm nay con mới biết. Nhưng mà nói... Hôm nay con mới biết. Tại hôm nay con đi bằng con bỏ tiền á. Yeah. Con bỏ cái check 8,5 triệu của thầy á. Con mới biết là con mất. Hồi xưa ông Tăng Minh Phụng có bị bắt ngày 24 rồi tới vào cái phương hàng của ngày 24 thế bữa nay là vào cái hàng đúng 3 tháng nè à. Rồi bữa nay ông vào nhất hành tinh ra tòa cũng ngày 24 là ngày này là cái ngày mà ông đau khổ lắm nha. Nói chung mình không có gặp cảnh của ông á, mình thấy nó thường. Ông Alan Musk thì nghĩ 300 tỷ đô la mà mình bây giờ chỉ cần 1 triệu đô hả? Ôi, thầy nói gì cơ, cao sang có gần 100 ngàn, tôi thấy thoải mái rồi. 1 triệu đô la tôi là thấy sướng, mà 300 tỷ đô la. Mà 300 tỷ đô la chỉ vì có một thằng con nó quậy thôi hả? Không, phải, nó không nhận ra nó chứ không phải nó quậy. Thì đó, nó quậy kiểu này còn chết dữ nữa. Nó nhận ra nó bảo nó không cần làm cái con trường phú tỷ phú gì hết. Nó giờ nó muốn cái thích ghi thích của nó thôi. Thì đó bởi vì mới chết ý đó là bây giờ mới khổ. Hai thì cha từ con á thì nó còn đỡ đau khổ bằng thì con từ cha. Con từ cha nó không nhận cái họ thì đó cái đó mình thấy này nó đau khổ còn hơn nó cái bằng nói sao. Mình ở trong cảnh thì em biết người trong cảnh. Có nghĩa là bữa nay là thằng ổng còn hơn là mình không phải nói sao thật tức cái mình thằng chứ. Kỹ không có là kiểu là hết cách luôn rồi. Nó đưa nó ra tòa rồi thì còn gì nữa đâu á. Trời ơi, sao mới xác nhận với ông phải cầu tình gì. Có điều ông ấy thì hơi bẽ mặt tí thôi. Mà còn tại vì thiệt tình thằng ở Việt Nam có cái ấy ở bên Thái Lan có cái con ông tỷ phú á. Cũng là tỷ phú Thái Lan. Mà lại bỏ đi tu, không thèm nhận nữa. Nhưng mà thà đi tu. Ông ấy đi tu không nhằm nhận làm con tỷ phú gì cả. Ông cha phải tới đặt cái chùa ông ấy tu ở bên Thái Lan á, và lên thăm ông á, rồi mời ông ấy kêu mời ông ấy thầy ấy về về thăm thôi, chứ còn trở lại tu tiếp ngon vậy đó. Nhưng tỷ phú Thái Lan đó. Nhưng mà cái đó là người ta đã đi tu rồi, ta cắt đứt để người ta đi tu. Còn đằng này nó giàu có tiền của ông nghĩ 300 tỷ đô la mà hơn thua với ông Amazon để mà đứng số 1 thôi với tiền dư không hai mà. Nhưng mà bây giờ kỳ này có chứ còn gì nữa để hơn thua với bà Amazon. Ông ấy không cần, thằng đó nó không cần, nó tửng. Mình gọi là nó tửng. Không, mình không bàn tới thằng đó. Nhưng mà ý đó, cái cuộc đời nó đau khổ đó. Có nghĩa là người ta nó có tiền mua tiền cũng được. Có tiền là quyết định tất cả nhưng mà có quyết định được không? Nó để kỳ này mới trả lời cái toàn nhân loại biết rằng có tiền như ông Alamat mà thằng con nó còn đi từ nó rồi bây giờ thấy ý là nói chuyện đó còn mình có nhiều việc lắm, nhiều việc kể thích. Tại vì cái giới trẻ nó vẫn bên trực con này thì nó bảo ơi tôi muốn giải thoát, thầy đi tu thầy muốn giải thoát thì tôi muốn giải thoát này. Tại vì nó muốn là nói là cái tiếng nó bình đẳng của người đồng giới. Nó muốn là bị cha nó ý có tiền cho nên nói với quốc hội để mà có tiếng trong quốc hội là kỳ thị cái người đồng giới. Thì ngược lại thằng này nó làm gì thì cái thế giới trẻ bây giờ nó bênh thằng này anh hùng. Không nhớ được tên đời này thằng ăn cướp nào mà dữ nhất thì làm Cường Sơn. Hello. Yeah, may help you. Thank you. Cho nên cuối cùng rồi á, thì cái ông bị chửi đó cũng là ông giàu có. Bởi vì sao? Tôi cuối cùng ông giàu có mà ông không có đạo đức, ông phải rẻ ra con nghệ tư tế gian, nó cũng sẽ có bình luận như vậy à. Ông thấy không? Ông như vậy là ông ăn ở sao nó phải rẻ thằng con. Có người thì nó rẻ thằng con trai không trai, gái không gái, để cho nó đòi hỏi nó phải trở về cái giới tính của nó. Thì là ta chửi một bạc là chửi luôn cả hai cha con. Rồi một bạc thì bên ổng ăn ở thất đức xong rồi đẻ ra con nó đi từ.
rồi một bạc thì chửi nó, có nghĩa là bây giờ vô tình cái chuyện này nó làm xáo trộn cả cái thế giới luôn. Mà phải chi bà ổng là cái người bình thường thì không nói, người giàu có nhất hành tinh mà cuối cùng ghi nhất hết chưa thành, thành ra bây giờ ghi vào lịch sử là ngày 24 tây là ngày kỷ nhất của thế giới nhà giàu. Trong đó rõ ràng ở Việt Nam ta thì có ông Tăng Minh Phụng, người Bắc ngày 24, bà Nguyễn Phương Hằng Bắc 24, và tới giờ ông này cũng ở đây ra tòa ngày 24. Để có chiều nay các đài truyền hình nó bình luận cái vụ này sao. Chiều nay là giờ là đang xử bên Cali mà, thì gọi là điều tra, gọi điều tra cái đâu gọi đâu xử vậy, gọi là điều tra là sao. Điều tra cái thời gian là ok, con nó 18 tuổi nó muốn ông bỏ cái tên, lấy cái tên họ công gia, ông họ Musk, rồi nó lấy cái tên họ cho nó đổi tên khác, có vậy thôi. Nó đổi tên họ mẹ nó, nó mẹ nó là Sophie gì đó. Ông biết là gia thì hỏi ông mới có chịu không, ông mới có lý do cái. Thì ông vậy thôi chứ ông ai ai bắt được ông ấy. Nó là Sophie, rồi nó là Sophie Mart, bây giờ nó sửa là Vivian Sophie gì đó. Mà nó lấy họ mẹ nó thì... Mà trong khi bây giờ á, hàng khối người mơ làm con ẩu không được. Tỷ người với tình nói hàng khối gì thì ở đây khối là thầy kiếm được á. Hàng tỷ tỷ người mới làm con ông á. Mà bây giờ có tiền thì lấy họ bởi gì cho nên Việt Nam có cái vụ mà công chúa da đen á, thầy có biết cái vụ đó không? Dạ, không biết. Thế hồi đó chắc chưa thầy cơ, chắc bảy năm nữa. Ông đó, ông đi lính Pháp, rồi ông sang, ông đi chiến cộng với bà Việt Nam, nghe với con gái. Về sau ông đi hồi lính, ông đi về, xứ ông ở Congo á, ông thành vua, ông thành tổng thống làm vua. Ông đi kiếm con rơi của ông à? Đó thì biết bao nhiêu người giả mạo thầy đen nhiều lắm này. Đen nhiều lắm. Càng nghe nói vụ đó, càng nghe nói vụ đó. Nhưng mà nó xa xa đó, không kể lại thì nghe chứ nghe khó đâu thôi à, lâu. Thế à, đó thì bao nhiêu người chứ nói tôi là con đó, về sau ông phải thuê cái người điều tra đàng hoàng, ADN đàng hoàng xác nhận con đó. Có một đứa con đó, có đứa con gái thôi. Yeah. Thì con đã được về làm công chúa ở dưới cái chứ Nam Phi đó. Mà cái thời đó thì là cũng có văn minh rồi ha. Văn minh rồi. Chứ còn thời xưa đâu có dùng ADN được. Vâng. Giờ đó văn minh là người ta lòng. Tại vì nói chuyện với bà mẹ, thì bà mẹ ăn vậy. Thì con đã được làm công chúa mà rồi, ông ấy bay rồi. Ông ấy được một thời gian là bay rồi. Mà con nó cũng được một thời gian sung sướng. Gái lọ lem nó vậy, công chúa lọ lem nó vậy. Còn hồi xưa thì nói chuyện xa xôi nữa đó, thì đâu có ADN, thì có hai bà mẹ dành đứa con, dành đứa con thì cuối cùng không cách nào xử được vì thời đó đâu có chuyện ADN. Vâng. Rồi cuối cùng ông vua ông kiều kết là ông bắt mấy bắt đứa nhỏ thải vào đống lửa. Dạ. Để coi ai mà hú lên ai là mẹ thiệt. Thì cái bà mẹ mà giả đó mà đâu có dám nhào cho đống lửa mà ôm một con quá ra. Chỉ có bà mẹ thiệt mới nhào cho đống lửa ôm con thôi. Thì, ông, thì nói cái tình cha mẹ nó thiên nhiên. Thì hồi xưa thì có cái pháp của người xưa. Nhưng mà ngày nay nó có những cái kỳ cục thiệt, thì tính cho rồi nằm mà mình nghĩ suy thiệt. Tại sao mình nó gọi là nó đổi đời gì kỳ ha. Nó đổi những cái mà ông thấy nó không thể nào mà nó dừng lại được à. Tại công an như vậy, tại vì có điều con người ta có những cái cố chấp rồi đó. Yeah. Thầy cố chấp những cái đó. Rồi bây giờ nó thay đổi một tí thầy khó chịu lắm. Nha. Yeah. Thầy thấy không? Cố chấp là ok, con là giàu như vậy được thôi. Mình ăn chơi hoang tàn đi chứ có ai ngu gì bỏ. Mà bây giờ nếu mà thằng này bây giờ nó lại tới 5 anh em mà nghe. Năm năm anh em trai. Tại vì tiền nó của nó sống thoải mái. Tại vì 300 tỷ nhưng mà hồi đó là ông nói với thằng anh đầu hai đứa sinh đôi. Rồi cặp sau sinh ba. Đó, sinh ba nữa.
là 2000, năm 2000 thì ba mẹ nó kết hôn nhau, mẹ nó gần Canada. 2000 rồi mới là sanh đứa con đầu chết. 2004 mới là thụ tinh giả, mới thụ tinh gì đó, mới ra hai thằng này. Rồi 2006 cái gì đó ra ba thằng nữa. 2008 hai vợ chồng mới chia tay. Thì từ 2004 tới giờ nó đúng 18 tuổi. Hiện nay là các cái đài truyền hình ở Cali là coi như tranh nhau mà dồn hết cho cái chuyện này đó. Bây giờ là ai cũng đi lấy tin tức gì lắm. Đây là đúng ra là gọi là người giàu cũng khổ đó. Chứ đừng nói khóc nữa. Đúng rồi, bữa nay mấy con trời xưa giờ nghe các câu chuyện người nghèo cũng khóc. Rồi người ta sửa là người giàu cũng khóc. Mà bây giờ người nghèo đã khổ mà người giàu khổ. Khổ thì khổ dữ trời nữa. Nói cho mấy người giàu họ tự hào lắm đó đây. Người giàu danh dị họ tự hào. Tại vì thầy người ta hơn thầy nhiều lắm. Thầy nhìn chung quanh, nó nhìn chung quanh, nó thấy đồ người nào thua nó. Họ coi như rác thì vâng. Nó có danh dự họ lớn lắm. Đó. Người nghèo không bị chửi tan tàn xứ lách, không có danh dự nhiều hết trơn á. Tao khe nữa. Người giàu danh dự họ lớn lắm. Thầy rồi đó, thầy chứ nghĩ thầy xuống thấp nhất đó, thầy không có sợ gì. Chứ thầy nghĩ thầy cao cao thầy được. Không, về. Thôi con về nghe, dạ, mai thì không cần gì phải không? Thôi, ăn cái lạc dạ kia đi. Nếu mà thầy muốn, nếu mà cắt được quế thì cắt không cắt. Cắt, về đây là cắt chứ. Dạ, nghe. Được rồi, chúc mừng nghe. Thôi, con về thầy ơi. Mô Phật. Rồi. Cắt hồi cắt lá chuối nữa. Rồi, đi bác sĩ, bác sĩ ơi. Cái này tôi sang đó, tôi chơi toàn là bác sĩ không à. Sớm nhiều cỏ rồi. Cái này coi quá trời. Qua bên giường tôi nè, đó. Họ sen ra thấy ham không? Sen. Nở. Đó, phải là giường vừa xanh ông mà thấy không? Chiều nay mới làm nổi không? Làm nổi bầu bớt lên cho bạc hà ra bớt. Qua tôi làm ra má là cho nó ra. Trồng giường thấy ham lắm. Đó, cái gì thấy không? Bắt đầu thấy cái giường này không rồi đắt không ha. Bữa nay rau bạc ngàn rồi, cái gì thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà năm nay tôi thất bại ớt rồi. Có 150 cây à, không biết sống đủ được không. Năm rồi hơn 200 cây. Mà thất bại ớt rồi. Đi bác sĩ, sao có đi bác sĩ vậy đó. Thấy chưa? Thấy thật hiện tại trồng. Nó gầy ra được còi gai nè, thấy không? Tôi phái gòi gai, tôi thích cái mùi gòi gai. Ở Việt Nam mình có cái phim mùi gòi gai nữa. Chiều tới hôm qua mưa cho nên nay đỡ tới buổi sáng. Rồi bầu nó bò lõm lõm. Ngủ đi hôm sáng ngày vậy nó tắt họng à. Kỳ giống đấy. Thấy không? Miếng đất mới hôm kia. Nó chưa có gì giờ thật quá trời rau hết chưa? Đã không? Từ trong tới ngoài luôn nè. Ráng chắc nửa tháng nữa trở lên là có dư gan ăn rồi, bắt đầu nó ra trái nhỏ nhỏ rồi. Nó ra trái nhỏ nhỏ rồi.
như tôi nói đó, cỏ mà không nhổ á thì nó vậy nè, nó tới như vậy rồi nhổ trần thân á, giống như cái phiền não của mình vậy đó. Này ngoài đường nghe, ý tôi nói tôi dẫn chứng cho các vị thấy cỏ ngoài đường nghe, cho nên cỏ bên trong á giống như trong lòng mình á, thấy không, thằng dày này mà không lo nhổ ha, rồi cái dài bữa nó trời ơi nó bám, nó bám như vậy nè, bám như là khỏi nhổ luôn nè, nó mà nó cái gì thấy không, nó cứ nó lên vậy đó nè, nó cứ tối ngày ngồi mằn mằn nhổ mấy cỏ vậy nè đó, mấy cái nhỏ nhỏ thì phải lo nhổ rồi đó, không nhổ là bố bố nó dày sao nhổ chằng chịt vậy đó, giống như cái phiền não nào mà nó mới vừa bộc phát á là phải lo nhổ liền nghe không, không nhổ là mới mốt vậy đó quý vị ơi nha. Nè mồm tơi xả nè, thí dụ nó mới vừa vậy nè, nó còn non nè, lo nhổ đi nè, thấy không, nhổ nhổ được nè, tranh thủ nhổ nó đi đó, thấy không, nhổ nó còn mềm giống như phiền não mình vậy đó. Nhưng mà tới vậy rồi nè, nè tới vậy nè nè, trời là nhổ tràn thân vậy đó. Mồm tơi nè, thấy không, tôi thấy cây tôi tấn cho lần kia đừng có cỏ gì đó. Hồi nắng quá nghỉ trưa chút, cơm nước xong là bắt đầu ra làm tới chiều đó, ráng đi bác sĩ tới 2 tháng rồi quý vị ơi, mà tuần sau là đi tuần có 3 ngày à, tại vì cái lưng cái xương sống tôi nó có vấn đề là cái nó kéo tới cái giò nó đau rồi mất ngủ, thế nè ngồi lấy ghế ngồi nhổ cỏ sáng ngồi mằn mằn nè, thấy không đó, nó nhổ nhổ vậy đó, vậy đó mà nó còn lên nè, chứ ra góc nào nhổ mà nhổ không kịp chứ đừng nói chứ mà chờ tới nó già sao nhổ. Cũng giống như cái phiền não mà nó mùi rồi đó, nó đầy dẫy rồi đó là khó nhổ lắm, cho nên vậy chúng ta phải tranh thủ nhổ phiền não lúc mà nó mới vừa chớm nở. Có ngày nó quảng cáo đây, nắng quá, nắng quá, thấy sen, thấy sen nè, vì có sen nè, bởi vì thấy cái sen nó dễ chịu, nó thanh thoảng sao quý vị thấy không nè, thấy chưa, quý vị thấy sen không, nó thanh thoảng sao, nên tôi ráng tôi thích sen lắm. Phải vô nhà, phải vô nhà nghỉ ngơi. Thôi chào quý vị nha.